Để tông đợt này lại ra sản phẩm mới nha anh em ha. Đây là con Vic Mini DK-CV0401, dòng này cải tiến của dòng CV0501 nha anh em ha. Dòng này nó có được những cái tính năng mới như thế này anh em xem. Và đây là tổng thể dòng sản phẩm này, có một cái hộp rất là đẹp bên ngoài giống như thế hệ trước nha. Nhưng mà đợt này thì nó sẽ sử dụng là cổng sạc Type-C cho anh em mình có thể sử dụng cho cổng sạc của điện thoại. Đây, tặng kèm cho anh em 36 phụ kiện kèm theo. Đây qua đây, tặng kèm cho anh em thêm á là một cái đầu khử từ và tạo từ như thế này. Đó, tạo từ tính như thế này ha. Dòng này thì đợt này nó rất là xịn sò luôn, quá đã luôn, có đèn luôn nha anh em ha. Dành dòng này thì dành cho những anh em nào mới làm điện điện tử thì thôi chứ bao bá cháy luôn. Và anh em xây dựng và anh em công trình thì dòng này cũng đừng nên bỏ qua nha. Sau cái này là anh em phải đặt rầm cho em. Đây là tính năng mới của dòng này chính là đo điện. Đấy, giữa cùng Duy trải nghiệm nè. Khi mà anh em mình để xa như thế này là sẽ thấy điện, gần đây sẽ có điện nên anh em thấy không? Đó, để rất là xa nha. Đó, ta. Và đây, khi mà anh em càng tới gần thì điện nó, đèn nó càng sáng nè. Đó, sáng luôn thấy anh em thấy không? Và nếu mà giống như là trường hợp mình muốn dò điện ở xa thì không thấy thì nó sẽ không có hiện đèn. Nhưng mà khi mà càng tới gần điện thì nó sẽ càng sáng lên. Đó, tính năng dò điện rất là hiệu quả. Đó, anh em thấy không? Và cái độ dày của cái máy đo điện này nó cũng rất là dày nè, đấy. Cái này là gần một gang tay nè anh em, xuống. Càng tới gần nó điện nó sẽ càng sáng lên, đấy. Ví dụ như vấn đề mình đi làm ở công trình hoặc ở đâu đó, đây. Đó, tới gần và xa, tới gần, đó sẽ biết được cái khu vực của anh em mình sẽ có điện để mà anh em né ra. Đấy, dòng này nó còn có thêm một cái hay nữa, đó chính là cải tiến luôn cái phần đèn pin của này. Nhưng mà giá cực kỳ rẻ, đợt này thì Datun nó vẫn không có tăng bao nhiêu đâu. Cải tiến nhiều, tích hợp nhiều và quà tặng nhiều, nhưng mà giá của nó thì rất là rẻ. Anh em có thể mua hàng tại giỏ hàng bên tay trái với mình nha. Cảm ơn em.